bằng một cây gậy sắt. Ngài sẽ dài đạp thùng rượu cơn thận nộ của Đức Chúa Trời toàn năng. Trên áo tơi và trên đùi Ngài có đề một danh vua của các vua và chúa của các chúa, là Chúa Giêsu đó, thì biết không? Chúa Giêsu đó sẽ phạt mày, nhốt mày, xiềng mày ở trong hồ lửa. Biết chưa? Bây giờ ta chỉ muốn một thứ thôi, không có muốn được cái gì không hết. Phải ra hỏi thôi, chứ không muốn được cái gì hết. Ra thôi, chứ muốn đầu thôi. Con sẽ được thắng vì là chúa của các chúa, vua của các vua, và những kẻ được kêu gọi, những kẻ được chọn cùng kẻ trung tín được ở với chiên con cũng thắng được chúng nữa. Đây là lời hứa Chúa hứa cho chúng ta là cho tao là người thuộc về Chúa sẽ thắng này, mày không làm gì hại được những người thuộc về Chúa hết, mày biết không? Chắc ngươi mà thắng ta nằm mơ đi. Đừng tự cao quá, ta có Chúa không sợ mày đâu. Vì ma quỷ biết thì giờ mình chẳng còn bao nhiêu, nên giận quản mà đến cùng các ngươi. Nhưng mà mày nghe trên trời có tiếng lớn rằng, mày cứng đầu hả? Bây giờ có sự cứu rỗi, quyền năng và nước Đức Chúa Trời chúng ta đến cùng quyền phép với đến tiếp ngày nữa. Và kẻ kiện cáo anh em chúng ta, cả ngày đêm kiện cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, nay bị quăng xuống rồi. Chúng đã thắng nó bởi quý thiên con và bởi lời làm chứng của mình. Bởi vậy, hỡi các tầng trời và các đất, đấng ở đó hãy vui mừng đi, khốn nạn cho đất và biển, vì ma quỷ biết thì giờ mình còn chẳng bao nhiêu, nên giận quản mà đến cùng các ngươi. Biết mày như vậy đó, nhưng mà Chúa sẽ thắng. Những bây người giờ thua, Chúa sẽ thắng. Ta không có công lực, nhưng tối ta sẽ có công lực thôi. Bây giờ vô đây là vô ích thôi, vô đây là vô ích thôi, không có làm được chuyện đó đâu. Đừng có dối vậy. Ta đã bị nhốt, nhưng ta sẽ tìm cách ra khỏi đây. Ta sẽ có công lực để hại người thôi. Đừng tự cao quá. Người đừng tự kệ cao nó quá. Kệ nó đi, cho nó nói mỏi miệng nó thôi nè. Không ai tin nó hết trơn. Nhưng lời Chúa nói dối mà. Những lời Chúa dạy ta đều biết. Chiên con đã chịu giết, đáng được quyền phép, giàu có, khôn ngoan, năng lực, tôn quý, vinh hiển và lời khen. Ngày thạnh nổi lớn của Ngài đã đến, ai còn đứng nổi? Đó là lời mà Chúa nói. Cho nên Chúa sẽ quăng mày ở trong hồ lửa, cho đến đời đời nhốt mày, cho đến đời đời mày không có ra khỏi đâu. Đừng có nghĩ rằng mình ra khỏi hồ lửa sao? Hồ lửa ta đã ra được rồi, bây giờ Chúa quăng ta vô đó, ta cũng sẽ ra được thôi. Thì để coi, đâu ai cãi với mày chi cho mệt. Để coi, Chúa nói với ta nè, đừng sợ chi, ta là đến trước hết và là đến sau cùng, là đến sống ta đã chết. Kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Đấng yêu thương chúng ta đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta và làm cho chúng ta nên nước Ngài. Nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời là Cha Ngài, đáng được sự vinh hiển và quyền năng đời đời vô cùng. Amen. Kìa Ngài đến giữa đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng trông thấy. Hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài. Chúa là Đức Chúa Trời, đấng hiện có, đã có và còn đến, đấng toàn năng phán rằng, ta là Alpha và Omega. Chúa đầu tiên là cuối cùng đó, người không làm gì được đâu. Mày nhập vô văn để làm gì? Để làm gì? Để làm cái gì sao? Ta nói cho các người biết làm gì? Để làm gì? Ta nói cho các người biết để làm gì? Người không dám nói. Sợ thôi. Sợ có biết gì để mà nói? Sợ đi trước trời thôi. Có biết gì để mà nói? Nó láo không à? Nó láo mà. Nó được rồi. Sợ đi trước trời lắm. Ta đã bị tổn thương bởi tinh thánh rồi. Đừng có láo. Cho thánh giết mày luôn đó, chứ mày chịu tổn thương đâu. Mẹ đây, ta sẽ đọc kinh thánh cho mày nghe hoài. Mà ta sẽ đọc kinh thánh cho mày nghe hoài. Kinh thánh ta chỉ sợ một thứ thôi. Mày đừng nói láo, mày sợ tất cả. Sợ tất cả những điều gì Chúa mình nói giấu. Nhưng lại đi,
Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, đến nỗi thấu vào chiên hồn linh cốt tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Chẳng có bệnh nào giấu kín trước mặt Đức Chúa Trời, nhưng phải được trần trụi và lộ ra trước mắt đấng mà chúng ta phải thưa lại. Mình nghe chưa? Lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến nỗi chiên hồn linh cốt tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Cho nên Chúa biết mày muốn gì, Chúa biết mày đang làm gì, Chúa để cho mày có cơ hội để mày ra đó. Còn nếu không đó, là Chúa sẽ phạt mày đó, chứ không phải Chúa không biết đâu. Vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thời giờ có cần dùng. Đây là lời hứa mà Chúa hứa cho những người tin cậy Chúa. Những người tin cây Chúa ta sẽ giết hết. Ai cho phép? Chúa là không Chúa cho phép của chúng con, là đấng yêu thương chúng con, đấng ban cho chúng con ơn để dùng trong những thời giờ có cần như là Chúa đã hứa. Chúa là thầy tế lễ tối cao và đấng tể trị mọi sự. Chúa là vua của các vua, là Chúa của các chúa. Chúa ơi, một con quỷ đang ngạo mạn ở trước mặt Ngài, con biết rằng nó run sợ ở trước Chúa là đấng quyền năng. Chúa, sự hiện diện thánh khiết của Chúa, nó đang run sợ trước lời hàng sống của Chúa, nhưng nó vẫn còn chống chế để kháng cự và muốn lừa dối chúng con. Nhân danh của Chúa Giêsu Christ là đấng đã chết vì tội của chúng con trên cây thập tự. Nhân danh của Chúa Giêsu Christ là đấng đã dài đạt ma quỷ dưới gót chân của Ngài. Nhân danh của Chúa Giêsu Christ là đấng ban cho chúng con sự đắc thắng. Nhân danh của Chúa Giêsu Christ là đấng chúng con đã tin, Ngài hứa ban cho chúng con quyền phép để đuổi những ma quỷ ra khỏi những kẻ mà nó ám. Và Chúa ơi, tại trong đền thờ của Ngài, tại nơi đây, nhiều ma quỷ cũng đã khuất phục, đã run sợ và đã ra khỏi những người bị nó ám. Và con tin rằng Chúa của chúng con quyền năng hơn qua ngày nay cho đến đời đời không bao giờ thay đổi. Chúa sẽ dài đạt đầu ma quỷ, Chúa sẽ trói buộc, Chúa sẽ xiềng xích và quăng nó trong hồ lửa đời đời. Nhân danh của Chúa Giêsu Christ là đấng mà chúng con đang thờ phượng. Chúa ơi, với lòng tin cậy trọn vẹn, chúng con biết chắc rằng Chúa không bỏ thân thể bé nhỏ, linh hồn bé nhỏ của cháu Văn. Chúa sẽ đến và giúp đỡ cho gia đình chị Ba Thánh, một gia đình yếu đuối mà từ lâu chúng con đã thiết tha cầu nguyện, xin Chúa bày tỏ quyền năng của Ngài. Và con tin rằng Chúa cũng sẽ giải cứu, Chúa sẽ tha thứ. Vì khi chúng con có tội, chúng con ăn năn, Chúa cũng sẽ tha thứ. Xin Chúa bảo vệ gia đình của chị Ba, bảo vệ các con, các cháu của chị, giúp đỡ cho gia đình này, để nhân dịp cơ hội này biết trở lại cùng Chúa và yêu mến Ngài nhiều hơn. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì con thấy quyền năng của Chúa đã cứu dựng Sáu Lan. Khi nó đã hiện ra và nhát sợ Dượng đủ mọi điều, thì Dượng đã quay lại với Chúa và nó không còn dám phá hại Dượng, khiến bây giờ Dượng trở thành một môn đồ trung tín của Chúa, yêu mến Ngài, dứt khoát với rượu chè, dứt khoát với sự sai xưa, với những tội lỗi. Con cảm ơn Ngài. Con biết rằng Chúa luôn dùng những điều ích lợi để đem đến cho các con cái của Chúa, điều tốt lành để đem đến cho các con cái của Chúa. Dù bây giờ nó đang khống chế thân thể nhỏ bé của cháu Văn, làm cho gia đình bị nao núng, nhưng con tin rằng Chúa có quyền và Ngài sẽ dùng việc này để khiến cho gia đình trở lại cùng Chúa, yêu mến Chúa nhiều hơn. Con cảm ơn Ngài. Và con biết rằng ma quỷ không làm gì được đối với chúng con là kẻ có lòng tin. Con xin Chúa ban đức tin cho mỗi người chúng con đang có mặt ở đây, ban cho mỗi người chúng con ở trong gia đình của chị Ba có đức tin, ban cho các con cái của Chúa có đức tin mạnh mẽ. Vì con biết rằng khi chúng con có đức tin thì đức tin là gương, đức tin sẽ đánh thắng ma quỷ, và gương của Thánh Linh là chính lời của Đức Chúa Trời. Gương của Đức Thánh Linh Chúa ban cho chúng con để đối đầu với quyền lực của sự tối tăm. Chúa đã ban cho chúng con mão trụ cứu rỗi, Chúa ban cho chúng con giày dép của tinh lành bình an, Chúa đã ban cho chúng con đức tin lành thưởng, Chúa đã giúp đỡ cho chúng con để bởi đức tin chúng con sẽ đánh chống trả lại với quyền lực của sự tối tăm của ma quỷ. Con cảm ơn Ngài. Chúa ban cho chúng con đặt ơn để cầu nguyện với Ngài, và trong danh của Chúa Giêsu, con tin rằng Chúa sẽ giúp cho chúng con chiến thắng như Ngài đã từng giúp cho chúng con chiến thắng. Con tin điều đó. Con biết ma quỷ rất là lẻo lự, ma quỷ rất là dối trá, ma quỷ rất là hung dữ, nhưng con tin rằng Đức Chúa Trời của chúng con sẽ thắng, cứu Chúa Giêsu của chúng con sẽ thắng. Cho nên giờ này hiệp một đức tin cùng với các em đang có mặt ở đây, chúng con là đầy tớ của Ngài. Chúng con kinh nghiệm được điều này rất là nhiều. Chúng con không sợ quyền lực của ma quỷ, nhưng chúng con chỉ trông đợi sự thương xót của Ngài. Nếu trong chúng con có những tội lỗi nào, xin Chúa cũng loại ra và giúp cho chúng con được ơn của Chúa, như lời của Chúa đã hứa, Ngài sẽ ban cho chúng con có ơn của Chúa trong thời giờ có cần dùng. Vậy thì giờ này chúng con rất cần ơn của Chúa, cần quyền năng của Chúa. Xin Thánh Linh của Chúa ngự trị trong đời sống của chúng con, của các anh em đang hiện diện ở đây. Nhân danh Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con ơn của Ngài, ban cho chúng con quyền phép của Ngài,
ban cho chúng con năng lực của Ngài, ban cho chúng con sức của Ngài để chúng con đuổi được ma quỷ ra khỏi thân thể của cháu Giang. Con cảm ơn Ngài. Chúa ơi, Chúa dạy chúng con dân dân của Chúa Giêsu là đấng chúng con tin, là đấng đã đắc thắng ma quỷ để đuổi ma quỷ, thì bây giờ con nhân danh cứu Chúa Giêsu Christ ở Nazareth, là cứu Chúa Giêsu Christ để chịu đóng đinh vì tội của cả nhân loại trên cây thập tự, là cứu Chúa của chúng con, là đấng đã chịu hình phạt thay cho chúng con, là đấng ban cho chúng con sự sống đời đời. Nhân danh Chúa Giêsu ta truyền cho ngươi hãy ra khỏi thân thể của cháu Giang. Nhân danh Chúa Giêsu Christ con ta truyền cho ngươi hãy ra khỏi thân thể của cháu Giang. Nhân danh Chúa Giêsu Christ ta truyền cho ngươi hãy ra khỏi cháu Giang trong giờ này. Nhân danh Chúa Giêsu Christ ta truyền cho ngươi hãy ra khỏi cháu Giang trong giờ này. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì quyền năng của Chúa đã đuổi ma quỷ ra khỏi thân thể của cháu Giang. Xin Chúa bảo vệ cháu Giang, bổ sức cho cháu Giang, ban cho cháu có sức khỏe, và xin Chúa cho cháu được khỏe mạnh luôn, giúp đỡ cho gia đình có đức tin, và xin Chúa cho nó đừng trở lại với thân thể bé nhỏ này nữa. Xin Chúa bảo vệ cháu Giang và gìn giữ cháu Giang, đuổi ma quỷ Giang xa cháu Giang, đuổi ma quỷ Giang xa khỏi nhà anh chị Ba Thánh. Con cảm tạ ơn Ngài. Con xin Chúa bổ sức cho cháu Giang và làm cho cháu được khỏe mạnh. Con cảm tạ Chúa. Con tin rằng Chúa có quyền và Chúa sẽ làm được mọi sự tốt lành trong đời sống của cháu Giang. Với thân thể bé nhỏ này, con xin Chúa bảo vệ và bổ sức cho cháu, cho cháu tỉnh táo trở lại, cho cháu ăn uống bình thường và cho cháu khỏe mạnh. Con cảm ơn Ngài. Con dâng cháu trong tay của Chúa và xin sự bảo vệ của Ngài, sự bảo vệ của Chúa thánh linh Ngài cho cháu. Con cảm ơn Chúa. Con dâng cháu cho Chúa và con tin rằng Chúa sẽ luôn yêu thương cháu, bồng ẵm cháu, bảo vệ cháu. Con cảm ơn Ngài. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Ngài. Ngài nhận lời cầu nguyện của chúng con. Ôi Chúa ơi, cứu cháu ra khỏi quyền của Chúa ơi. Và con tin rằng Chúa đã ở cùng với Chúa, thánh linh Ngài bảo vệ cháu. Ôi Chúa ơi, thì ma quỷ rất là sợ quyền con. Chúa ơi, tin gửi tình yêu giữ và bảo vệ Chúa mà cháu được bình an qua nhân hội này mà nhân Chúa được tôn cao. Lòng của các con thèm của Chúa biết đủ nhiều hơn, biết thêm nhiều hơn. Và xin Chúa thêm tình yêu giữ cháu, đừng để nó trở lại, để cho cháu được khỏe mạnh hoàn toàn. Amen. Con dân cháu ở trong bàn tay đại nguyện đang siêu vương, con siêu quyết mà cùng với Chúa ba cùng lại cháu để cháu được khỏe. Amen. 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 Amen.